Xin chào bạn, hôm nay đại lý Toto của chúng tôi xin giới thiệu bạn cái một bồn cầu có cái mã hiệu là CS735DW16. Đây là dòng bồn cầu hai khối kết hợp với cái nắp điện tử. Đây là cái bồn cầu cái nắp này cũng mới ra mắt vào mùa hè 2022. Thì bồn cầu này chúng ta lúc nhận hàng nó sẽ có 3 bộ phận khác nhau ha. Do là bồn cầu hai khối thì chúng ta sẽ có cái thân cầu là C735, cái kết nước là S735D và kết hợp với cái nắp TCF23410AA. Thì cái bồn cầu này thì có chiều dài là 700 mm, bề ngang là 420, từ sàn lên kết nước là 734 mm. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn tổng quan qua cái bồn cầu này một lượt ha. Bồn cầu nắp điện tử này á, thì nó có tâm thoát chuẩn là 305 mm. Nó sẽ bao gồm chúng ta van dừng, dây cấp, bit nối sàn. Do cái con này thì không có con thọ rời nha các bạn. Và bồn cầu này á, thì như nãy tôi nói không có con thọ rời là nguyên nhân là nó lõm phía sau này, thì con thọ nó là con thọ sử, chúng ta chỉ lắp cái bit nối sàn là nó đầy đủ rồi. Thì cái bồn cầu này á, thì nó là bồn cầu hai khối rẻ nhất và có chế độ xả xoáy ha, là xả Torado đó, đó hai đường nước xả. Và trong lòng cầu thì được tráng một lớp men là Toto Sivintech, dễ dàng cuốn trôi vết bẩn. Thì đây là cái dòng hai khối mà chúng ta có công nghệ mới hiện đại nhất. Rồi cái nắp nhựa, cái nắp điện tử này á, thì nó sẽ sở hữu hầu hết các chức năng của nắp điện tử như rửa đại tiện, tiểu tiện, massage, khử mùi, sấy khô, làm ẩm bề ngồi, ha, tất cả các chức năng là gần như đầy đủ. Và đặc biệt á, thì vòng cầu này nó có một tính năng đó là air water trong cái vòi rửa ha. Thì nó là một cái tính năng cải tiến. Và cái nắp này nó cũng đẹp hơn so với dòng trước kia là TCF6631A. Thì thiết kế mỏng hơn, đẹp hơn và khít cái vòng cầu hơn. Và vùng cầu này thì nó sẽ cho chúng ta là cái chế độ là xả hai chế độ là 3 lít và 4,8 lít ha. Tại đại tiện và tiểu tiện ha. Nó khá là tiết kiệm nước và cái két nước dâng cao như này thì nó cũng làm xả nước đi sẽ mạnh hơn, nhanh hơn. Nó chỉ có nhược điểm là cái dưới thân cầu đối với 735 thì nó hơi lõm về phía trong. Nhưng nếu chúng ta nhìn ở phía chính diện như hiện tại đang nhìn đó thì nó khá là ok. Nếu mà chúng ta lắp những cái nhà vệ sinh nó có hình cái đường chính diện vào như bồn cầu này thì rất là tuyệt vời. Nếu mà chúng ta chọn này nó sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều. Thì cái mẫu này hiện tại đang được trưng bày ở showroom Toto Thủ Đức chúng tôi. Quý khách cần mua sản phẩm có thể liên lạc với tôi theo số điện thoại dưới cùng video clip hoặc click vào trang tdm.vn để xem giá bán cũng như đặt hàng trên website của tôi. Cảm ơn, xin hẹn lại.